xông vào đi lên. Wow. Đi qua cây cầu kì. Là đến thôi nha. Mà chúng tôi vừa xuống. Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại một căn nhà. Phía sau tôi đây là căn nhà vách đất mà tôi chắc chắn rằng là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn ở thành phố sẽ đây chắc chắn là chưa gặp bao giờ. Ngôi nhà này thì hoàn toàn làm bằng đất trộn với cả rơm. Trước khi làm thì họ sẽ phải làm đất trước khoảng một tháng trộn với nhau và để đấy. Còn chờ những cái cột, những cái trong nhà đó là những cái cây tre ở trong xung quanh nhà thôi. Những cây tre này sẽ là ngâm nước trước khoảng tầm 6 tháng để chống mối mọt. Và với sự giúp đỡ của những người thanh niên hàng xóm thì có thể làm trong một ngày là sẽ xong. Ngôi nhà bằng đất thì rất ấm vào mùa đông và cách âm rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ cùng vào xem căn nhà này. Xin mời. Vâng, điều đặc biệt nhất là cái ngôi nhà mà chúng ta vừa xem thì nó nằm cạnh một con suối như thế này ạ. Vâng, ở đây thì phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hữu tình. Ngôi nhà này thì của một thanh niên ở trong đường gần đây, tức là một trong ngôi làng gần đây thì họ vào đây họ sống. Và đặc biệt là họ chọn cho một cái chỗ gần suối như này. Và hàng ngày vào mùa hè thì là cho thuê chiếu, cung cấp các dịch vụ gọi là cho thuê chiếu. Rất nhiều những bạn trẻ ở thành phố vào đây và thuê chiếu 50.000 một cái. Một ngày như hôm nay tôi vào thì có khoảng tầm hàng chục cây chiếu được thuê ra, đúng không ạ? Và trong mấy tháng mùa hè thì là kiếm tiền ổn. Như vậy đây là một cái bất động sản đồng tiền mà chúng ta để tham khảo. Nói vui vậy thôi thì cuộc sống nó rất là muôn màu muôn vị, muôn màu muôn vẻ, đúng không ạ? Quan trọng nhất các anh chị thấy rằng là cái bất động sản nó gần với thiên nhiên, gần với những cái điểm về du lịch, gần những cái điểm mà trải nghiệm, gần những cái điểm thác nước, gần những cái điểm vân vân. Nó sẽ tạo cho con người một cái không khí, một cái sự thoải mái nhất định. Và ngày càng nhiều người sẽ tìm đến những cái không gian, những cái điểm như vậy. Và những cái người mà biết tận dụng thì hoàn toàn có thể kiếm được tiền trên chính cái mảnh đất tại địa phương của mình, đúng không ạ? Và dòng tiền rất là tốt. Xin mời quý vị cùng xem con thác này.